Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Hôm nay Nguyễn làm một cái video ngắn về một cái cây cây gọi là cây lá mít mít hải học. Thì cái này Nguyễn phải làm video để cho mọi người có thể là xem rõ hơn về cái cây này, và cũng bán một vài cái key cắt từ cái cây đó xuống. Thì phần đầu thì Nguyễn sẽ báo giá những cái key như thế này, phần sau video thì mọi người xem cái cây mẹ nó như thế nào nha. Đây là hình số 1 mít hải hậu. Nó tầm như thế này ha, để có chồi gốc. Còn cây này thì mình cắt có trên thân mẹ xuống. Đây là những cái rễ già ha, về mọi người chúng ta trồng thì nó lên cái rễ mới. Cây đã lên chồi gốc và đang có cái nụ đây nè. Đó. Hình số 1 giá 200.000. Hình số 2 cũng như thế này, có chồi gốc ha, chồi gốc bé hơn xíu. Rồi rễ, rễ là đây là những cái rễ già của cái mầm năm nhất này nè. Hình số 2 cũng giá 200.000 nè. Hình số 3 250.000 thì nó to hơn, mầm gốc to hơn nè. Hình số 3 thì đang có cái nụ bé. Đây, nụ bé. Đây rễ là rễ của cái thân già này nha, của cái thân năm nhất á. Hình số 4 300.000, to hơn. Đây là chồi gốc, bộ rễ già, chồi gốc đã bắt đầu những rễ. Hình số 4 300.000. Hình số 5 mít hải hậu cũng 300.000. Cây này thì đang có bông, đang có nụ, chồi gốc, rễ của thân già. Đây là hình số 5 giá 300.000. Hình số 6 cũng 300.000, đang có nụ, đang có chồi gốc, và đây là rễ của nó. Hình số 6 cũng 300.000. Hình số 7 350.000. Hoa thì đang nở rất nhiều đây nè. Cây này rất là xuyên hoa, hoa sai lắm, hoa tự nhiên. 350.000, 350.000 thì cây này nó có được hai chồi gốc nha cả nhà nha. Đây, một chồi, hai chồi, và nó to như thế này. Cắt xuống thì rễ các cái thân già này nó khả năng là nó hỏng nha các anh chị. Thì không sao, mầm gốc nó ra rễ mới nha. Mã số 8 cũng 350.000 là nó dài nhất ở đây nè. Thì đang có hoa ở sát gốc nè. Và hoa tự nhiên ở đây nữa nè. Chồi gốc to lực. Đây là cây mít hải hậu nha các anh chị, lá mít hải hậu. Và hoa nó như thế này nha. Và ngay sau đây là cái video cây mẹ nó, cây mẹ của cái đám kia này. Mọi người chúng ta xem cái cây mẹ nha. Đây mình đến nhà một người bạn có một cái giò này là giò mít hải hậu nha các anh chị. Hiện tại ở đây chúng ta xem hoa trước nha. Những cây này thì hoa là phải nhìn như thế này, nhìn xa, nhìn thành từng chùm như thế này. Hoa tự nhiên nha cả nhà nha. Đang mùa hoa. Và hoa này nó cũng đã sắp tàn. Còn về bản lá của nó, đây là một cây lá mít rất là to. Đây, bàn tay của Nguyễn, mọi người nhìn này. Cây này là gọi là cây mít hải hậu. Mầm gốc của nó ở kia. Ở đây có một vài cây trên thân này. Chút nữa là Nguyễn sẽ mua mấy cái cây này về để cho mọi người cần giống thì chúng ta sưu tầm ha. Mít hải hậu, chơi phi điệp là chơi như thế này. Ở đây không chơi mặt hoa mà là chơi thân lá và chơi những cái chuỗi hoa như thế này, chứ không phải chơi từng mặt hoa nha các anh chị. Mọi người xem lại bản lá cây này nha. Bản lá rất to, nó là một dòng lá mít. Người ta trồng rất đơn giản thôi, ghép vào khúc gỗ lũa này. Và có một ít phân, có một ít túi phân ở trên này thôi. Mọi người xem tổng thể cái giò này nha. Đẹp không cả nhà? Video ngắn thì nói về cây lá mít
Hải hậu, hải hậu có nghĩa là hải hậu ở Nam Định nha các anh chị và các bạn, ở phía Bắc. Thì mình có vài cái cây như vậy thôi. Cũng phải làm một cái video để mọi người thấy được cái cây thân mẹ của nó như thế nào, lá như thế nào. Để chúng ta thích thì sưu tầm giống ha. Mít hải hậu của Nam Định nha các anh chị. Mình xin chào, hẹn gặp lại vào mọi người vào buổi live trưa nay nha.